máy ép nước mía 750W, ép tốc độ nhanh, có thể ép được cây lớn. Và bã ra sẽ kiệt hết luôn chỉ trong một lần ép. Đây mới là hai cây nước mía đây các bạn, hai cây mía mà đã được một bát tô nước rồi. Nước mía sạch nguyên chất. Đây là bã đây nha các bạn, khô hết này. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.